đã tới cửa hàng Kim Sơn không các bạn? Giờ chuẩn bị đi vô đi mua chiếc điện thoại cho thằng cháu. Vô đi. Đấy, vô lựa thoải mái luôn. Vô đi ngại gì? Đó, chuẩn bị lựa cái điện thoại 3 triệu đổ lại nha mọi người. Đấy, cháu đang okay. Toàn là vậy xịn không ạ? À? Còn muốn nhỏ nữa là cái đấy. À, thích nhỏ lại. Thích nhỏ là tiền con. Đó. Do không có tiền đi mua điện thoại xịn nhé các bạn. Cháu nó lựa rẻ rẻ thôi. Cháu tầm 3 triệu rưỡi đô lại. Oppo A15S 3 triệu 9. Còn này có hình nó cao hơn. Nó hơn 500 này. Có hình nó cao hơn. Cái này ra 4 viên nó 6 4 viên. Cái này giảm 200 là còn 3 triệu 720 nghìn. 120 GB. Cái này nó không có màu đen. Nó giống như nó to hơn. To không, nó to hơn được. Nó cấu hơn, cao hơn thôi chứ nó không to hơn. Pin lớn hơn luôn. Pin lớn hơn. Camera đồ cũng như nhau hết. Không, camera nó khác. Nó hơn, cấu hình hơn cả camera. Nhưng mà ba mét nó đều như nhau hết. Nó cũng ba mét hẹn hơn. Nó hơn cái cốc bớt. Đi cái kia này, mang cái này à? Đi cái kia bộ. Nó này à? Phản chị không? À, đi lên này. Dư. Sạc đây nha, đổ sạc phải cộng lưng. Để ta kim mạng này. Kim mạng luôn hả? Đây là kim luôn hả? Đi nè. Ở bờ luôn. Vật lộ phần giải tí nó bự là. Nó là mùi sôi in. 300 nghìn đó đó. Là em thích mua gì em mua. Mua tai nghe đó là miễn phí không mất tiền. Ở đây không có tai nghe nào. Giờ mình được đầu tiên mà lấy tiền đó mình mua được nhiều mà. Mua tai nghe thì được bao nhiêu? Tai nghe 40.000, 50.000 tiền mà. Ôm ạ, rửa đây. Nhập mật khẩu à? Gỡ. Có điện thoại xịn luôn. Rửa anh em. Loại SD Ripper. Rồi đi về đây.